Vợ chồng già mà để được cái móc được cái anh Út là mừng quá rồi. Vì trời ơi, thì nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà nói với cái duyên dáng của một cái con người thanh niên như thế nó cũng sáng sủa, nó cũng tốt lành cho mình, mừng. Nhưng mà sau khi thì cái bản chất nó hồi nhỏ giờ thì mình không nói ra, chứ mình biết cái thằng này nó giống đàn bà con gái như thế này. Rồi rửa mặt rồi xoa rồi tất cả cái son phấn rồi cả hộp ấy, rồi nó cứ nó xoa đó. Thank you.